Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Hôm nay trong cái video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc xe đạp đua hiệu Giant mang cái model là OCR2800 và ngay sau bây giờ em sẽ làm một video đánh giá chi tiết các cái cấu tạo và cái cấu hình của con xe đua này. Vâng, và trong khung hình của chúng ta đây là chiếc xe đạp đua Giant OCR2800. Giant OCR2800 thì cấu hình của chiếc xe là được làm bằng khung công nghệ alu XX của Giant, một chất liệu nhôm rất là nhẹ và bền. Size của chiếc xe là size M, phù hợp với những cái người đạp có chiều cao từ 1m62 cho đến 1m75. Màu nước sơn của chiếc xe là chủ đạo là màu đen và có những cái tem màu trắng và màu xanh kết hợp. Cấu hình của chiếc xe thì chúng ta đằng trước thì vẫn là xe đua thì thường là sẽ là đùi đĩa 2 tầng. Và đi cùng với đó là một cái bộ group full Shimano Clarit gồm chuyển đĩa đằng trước. Và đằng sau thì cũng là bộ chuyển động bộ đè lip Shimano Clarit và đi cùng với đó là lip thả 8 tầng của Shimano luôn. Vành chúng ta cũng có là vành nguyên cặp của hãng Giant. Đi kèm với đó là cũng là Mayer của Giant luôn. Cái Mayer của Giant luôn, các bác có thể nhìn thấy. Về phần yên của chiếc xe thì khá là đẹp, không có rách một tí nào. Yên đẹp. Chiếc xe đua này thì thường sẽ được trang bị hàm phanh 3 mảnh, rất là dễ dàng thay sửa chữa vì tất cả xe đua hầu như là 80-90% đều là trang bị phanh 3 mảnh hết. Về phần ghi phốt của chúng ta thì cũng đều là của có hãng Giant hết, rất là nguyên bản. Ở cái nhà máy sản xuất Giant thì như nào thì chiếc xe nó vẫn còn nguyên như vậy. Tay chuyển số bên tay phải. Tay lắc ấn vào thì là sẽ là lên và ấn cần nhỏ sẽ là xuống níp. Đây là lên níp, nên níp to và đây là cả xuống. Lên, xuống. Quý vị có thể nhìn thấy. Và bên tay trái của chúng ta là chuyển đĩa cũng như vậy, là chúng ta ấn vào thì là lên đĩa, còn ấn cái cần nhỏ thì là xuống đĩa. Bánh đằng trước của chúng ta cũng là bánh 700C nguyên cặp của Giant. Mayer cũng là Giant luôn. Nước sơn còn khá đẹp, cái phần vị trí dễ xước nhất là càng đây thì cũng chúng ta không thấy, em cũng không thấy là cái vết xước nào lớn cả. Bên này của chiếc xe không có vết xước nào lớn hết. OCR2800 mê đằng sau cũng gian. Vâng, và em đã đánh giá xong chiếc xe đạp đua Giant OCR2800 và các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe đạp này thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943 hoặc là các bác đang quan tâm đến các cái xe đạp thể thao nói chung và các cái cánh hướng dẫn sửa chữa hay là mọi thông tin liên quan đến xe đạp thể thao thì các bác hãy kết bạn với em ở trên Facebook qua tài khoản là Kiên Xe Đạp. Ở trên YouTube thì các bác search là Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.